ngày 24 tháng 12, Thượng tá Hồ Sĩ Thắng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Vũng Áng, Sơn Dương thuộc Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cho biết, đã tìm thấy thi thể chị H, 38 tuổi, khi đi hái trong biển bị mất tích. Trước đó, vào trưa ngày 23 tháng 12, bà L, 54 tuổi và chị H đi lấy rong biển tại khu vực gần bè nổi xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh thì không may bị trượt chân rơi xuống biển. Sau đó bà L may mắn bơi được vào bờ, còn chị H bị mất tích. Do khu vực nạn nhân gặp nạn có vách đá trơn trượt, nước sâu, sóng gió mạnh nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng 20 giờ ngày 23 tháng 12, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể chị H. Rạng sáng ngày 24 tháng 12, thi thể nạn nhân được lực lượng chức năng bàn giao cho gia đình an táng.